chỗ các bạn có mưa không? Nếu mưa hãy bảo người thân mau chóng về nhà. Người bố chạy tới trường đưa cô con gái chuẩn bị thi về nhà. Simon ngỡ ngàng hỏi bố đã xảy ra chuyện gì. Ông không giải thích gì nhiều, chỉ nói rằng chúng ta phải rời khỏi đây, tiếp theo mây đen giăng đầy trời. Người bố lái xe với tốc độ chóng mặt. Ông vừa lái xe vừa gọi điện thoại. Người vợ cướp lấy điện thoại bảo ông chú tâm lái xe, không được phân tâm vì mưa sắp ập tới. Đây không phải cơn mưa bình thường mà là một cơn mưa giết người. Đứa em trai ngồi sau cảm thấy bất an. Người bố bảo cậu hãy thắt dây an toàn vào. Đột nhiên, con đường bị một chiếc xe tải chắn ngang. Một người đàn ông vừa đi tới vừa chửi. Người bố bảo ông ta hãy lái xe đi, nếu không tất cả sẽ phải chết. Khi này đài báo vang lên tất cả người ở trong khu vực có mưa đều đã bị nhiễm virus. Trực thăng bay tới, ai nấy đều thi nhau bỏ trốn. Người bố đưa gia đình chạy vào trong một khu rừng. Giọt mưa đang dần rơi xuống, họ đi xuống căn tầng hầm. Ông bố là một nhà khoa học, để đối phó với ngày tận thế của trái đất, ông sớm đã tạo ra chiếc lô cốt này. Nơi này có đủ thức ăn để học sống trong 5 năm. Người bố giao lại hậu sự cho vợ, sau đó chào tạm biệt hai con. Vì ông còn có một việc quan trọng phải làm. Ông không biết mình sẽ đi trong bao lâu, vài ngày hoặc có thể là cả đời. Ông nói với Simon trong mưa có một loại virus đáng sợ, chỉ có ông mới có thể cứu vãn vụ đại họa này. Ông bảo Simon hãy chăm sóc em trai cho tốt. Nói xong ông mặc đồ bảo hộ và ra ngoài. Đến tối, một tiếng gõ cửa gấp rút vang lên. Simon bảo với mẹ chắc là bố về. Người mẹ nói đó không phải bố vì ông ấy có thể tự vào. Vừa nói xong thì không thấy hai chị em đâu cả. Simon ấn cơ quan để mở cánh cửa ra. Người mẹ chạy ra nhưng không kịp nữa rồi. Một người đàn ông nhiễm virus nắm lấy áo người em trai nhỏ tuổi. Trong lúc quan trọng, người mẹ chạy ra đẩy người đàn ông ra ngoài. Cơ thể cũng bị dính nước mưa. Bà cố kìm nén nỗi đau bảo hai chị em hãy chạy vào. Sau đó cơ thể cảm thấy vô cùng đau đớn, không ngừng co giật. Chớp mắt đã 5 năm trôi qua, đồ ăn đã cạn, người em cũng đã trưởng thành, cậu không thể chịu được cuộc sống bị nhốt ở đây. Cậu bày tỏ sự bất mãn của mình với chị gái. Simon thấy em trai nói đúng, cô để lại lời nhắn, mặc đồ bảo hộ vào. Nếu muốn sống tiếp phải có đồ ăn và nước uống. Cánh cửa dần mở ra, bên ngoài một màu tối thui. Hình ảnh người mẹ năm đó vụt qua, đột nhiên một chú chó xuất hiện trước mặt cô. Người sĩ binh này đang dùng ống nhòm để quan sát xung quanh. Khi này một người phụ nữ đang ôm đứa con mới sinh đi ra từ khu vực cách ly. Anh cầm súng bảo người phụ nữ hãy rời khỏi đây. Dù đã cảnh cáo nhưng đối phương không hề có ý lùi lại. Quay lại đi, nếu không tôi bắn. Nghe thấy gì không? Đừng ép tôi phải bắn. Đứng lại. Chỉ vì sự thương hại đó mà cảnh tượng tiếp theo khiến anh phải nổi da gà. Anh trơ mắt nhìn người phụ nữ đi qua khu cách ly. Anh nhận được tiếng thở gấp từ đầu dây bên kia. Đến khi tiến lại gần thì thấy đồng đội đã chết. Kỳ lạ là hiện trường không hề có chút dấu hiệu của đánh nhau. Anh chậm rãi đi vào lều. Một mùi tanh bốc lên, đồng đội nằm im dưới đất. Rõ ràng là đã chết, cô gái kia cũng đang nằm trên đất. Hóa ra cô gái ấy bị dính virus trong cơn mưa. Một sĩ binh sống sót định ra để kiểm tra đứa bé. Đột nhiên anh nôn ra một vũng máu rồi máu mũi cũng chảy theo. Sau đó nằm co giật ra đất. Phía bên này Simon trốn trong lô cốt 5 năm lần đầu tiên bước lên mặt đất. Bên ngoài toàn là thi thể bị nước mưa ăn sống. Cô gọi thử xem có ai còn sống không. Tiếng gọi của cô thu hút một chú chó chạy tới. Nó nhìn cô rồi nhe bộ nanh sắc nhọn. Simon phản ứng lại rồi co giò bỏ chạy. Về tới lô cốt, cô nói với em trai họ nên tới lô cốt tiếp theo. Và phải đi ngay ngày mai. Người em nghe xong nở một nụ cười hiếm hoi. 5 năm rồi cậu chưa nhìn thấy mặt trời. Trong lúc cả hai đang nghỉ ngơi thì chuông báo động reo lên. Vì nguyên liệu trong này đã bị dùng tới kiệt nên nó bị thiếu khí trầm trọng. Cậu em gọi Simon dậy nhưng cô đang trong trạng thái hôn mê. Cậu biết rằng nếu không ra ngoài thì chị gái sẽ mất mạng. Cậu khó khăn kéo Simon ra cửa, mở cửa ra ánh nắng chiếu vào cậu như được sống lại. Simon dần dần lấy lại ý thức, chắc do phải ở dưới đất quá lâu. Nên em trai bốc cỏ dưới đất lên định nếm thử hương vị của thiên nhiên. Khi này một sĩ binh cầm súng tiến lại gần phía họ. Nếu gặp được người ở đây họ sẽ nổ súng ngay. Vì đa số người còn sống đều sẽ mang virus. Hai chị em vừa được ra ánh sáng thì lại bị đẩy vào lô cốt. Người đàn ông cầm AK này không phải ai khác, chính là sĩ binh ban nãy thả người phụ nữ bế con đi. Từ đó anh không còn thương hại người còn sống ở nơi này nữa. Anh nhốt hai chị em vào phòng kín rồi đi tìm đồ ăn. Khi này đồ ăn còn quý hơn vàng bạc. Trong lúc quan trọng, Simon viết lên kính rằng còn có lô cốt khác, ở đó có nhiều đồ ăn hơn. Sau đó cầm chiếc bản đồ lô cốt lùi về sau, đập mạnh một cái nát vụn, sau đó chỉ vào đầu và nói rằng mọi thứ đều đang ở đây. Sự thông minh của cô đã giúp hai chị em có thêm hy vọng sống. Họ gia nhập thành công vào đội mạo hiểm. Cậu em nói chuyện với cô gái lạ rất niềm nở. Đột nhiên một chân dẫm phải vào vũng nước có virus, nghĩa là có thể cậu sẽ bị nhiễm. Đúng là bất ngờ luôn ập tới vào những lúc không ngờ tới. Sĩ binh chĩa súng vào cậu mà không hề do dự. Cô gái này nhảy một cái thật xa, trẹo cả chân. Cô giải thích rằng cô chỉ muốn về nhà để gặp người nhà và con. Nhưng ban nãy chiếc xe đi tới,
Vài sĩ binh bước xuống, đội mạo hiểm lấy túi ni lông phủ lên người mình. Nếu để họ biết ở đây còn người sống chắc chắn sẽ chết. Chiếc máy bay bay lên, không lâu sau đã xác định được mục tiêu. Người phụ nữ sợ hãi bỏ chạy, sĩ binh đuổi theo, trong lúc đang định ra tay. Sĩ binh Martin đã hạ gục đối phương, cô gái định trèo lên, Martin nhìn xác động vật bên cạnh. Trong lòng hạ quyết tâm phải giết chết cô gái ấy. Và cảnh ban nãy xuất hiện, vì cô ấy vừa bị ngã xuống vũng nước nên đã nhiễm virus. Nếu không giết cô ấy sẽ chuyển virus sang những người xung quanh. Họ muốn giúp cô ấy nhưng phải làm thế để bảo vệ những người khác. Dù là ai, nếu người trong đội bị nhiễm thì anh cũng sẽ bắn chết. Lần trước em trai Simon vô tình dẫm vào nước, Martin chĩa súng vào cậu. Simon đi tới bảo vệ em, may mà nước không thấm qua giày, nên em trai mới thoát chết. Trước mặt virus cũng như sự khắc nghiệt của cơn đói, anh rất tàn nhẫn. Nhưng nếu không có thuốc giải thì đây là cách hiệu quả nhất. Họ phải lên đường ngay, vì phải tìm được chiếc lô cốt tiếp theo họ mới có thể sống sót. Đúng là trời không phụ lòng người, họ đã tìm thấy. Simon đặt tay lên màn hình cảm ứng, không ngờ nhận diện thành công. Cánh cửa mở ra, đồ ăn của nơi này đủ để họ sống rất lâu, ai nấy cũng rất vui mừng. Còn Simon nhìn thấy điện thoại của bố. Cô nói tin đó với em trai, họ xem video và biết được rằng có lẽ bố họ đang ở Thụy Điển, ông đang nghiên cứu thuốc giải cho loại virus trong mưa. Cả hai đưa ra một quyết định lớn, họ định sẽ đi tìm bố. Thế là cả hai bước lên con đường đi tìm bố, con đường phía trước vô cùng nguy hiểm. Có thể nguy hiểm tới tính mạng, cả hai vừa đi vừa tìm kiếm. Em trai mô phỏng lại cảnh lật xe. Đột nhiên có người tiến lại về phía họ, không ngờ là những thành viên khác trong đội. Họ quyết định giúp Simon tìm bố, ai cũng có trách nhiệm cho việc chống lại virus. Đám thanh niên dùng cách của mình để chống lại virus. Chuyển cảnh, một nam một nữ đang nói chuyện thì nguy hiểm ập tới. Họ bị một đám người chết đói phát hiện, họ xông lên nên cả đội phải bỏ chạy. Đám người xông vào thấy gì cũng ăn, con người mất lý trí khi đối diện với cái đói. Thậm chí còn có hiện tượng người ăn người. Simon bị lạc trong cơn hỗn loạn. Đột nhiên màu trời thay đổi, trong lúc trốn mưa cô nhìn thấy một người đàn ông và một cậu bé. Cậu bé bị đói đã lâu nên thiếu chất trầm trọng. Simon lương thiện chia đồ ăn cho họ, người đàn ông vui mừng bỏ đi. Nhưng vừa ra thì bị một đám người đói nhìn thấy. Thấy hai người có đồ ăn, đám người xông lên. Simon cũng bất lực trước cảnh tượng đó, người chạy tới cướp ngày một nhiều. Simon ý thức được rằng họ phải đi khỏi đây ngay. Trước khi đi cô bị một người đàn ông để ý, về tới nơi cô bảo mọi người thu dọn đồ đạc. Simon tức giận trước trò đùa của em trai. Cô không còn thời gian để đôi co, trong lúc họ đang định bỏ đi thì không kịp nữa. Đối diện với người đàn ông đói tới phát điên này, Simon đành phải ném ba lô ra. Nếu không sẽ có nhiều người nữa tới, cô nói rằng lô cốt tiếp theo còn rất nhiều đồ ăn. Câu nói khiến hắn ta chú ý tới, hắn nắm lấy em trai, ép Simon phải nói nơi có nhiều đồ ăn ra. Cậu em trai là người đen nhất thì phải. Trong lúc cậu em đang gặp nguy hiểm thì Martin chạy tới. Dù trong tay anh có súng, nhưng vì quá đói nên không có chuyện gì đám người kia không dám làm.